tân hoa hậu hoàn vũ tự làm áo choàng bikini. Molly Gabriel ủng hộ thời trang bền vững. Cô ưu tiên sử dụng các vật liệu tái chế. Vượt qua 80 thí sinh, Molly Gabriel đăng quang hoa hậu hoàn vũ 2022. Cô để lại dấu ấn với thần thái chuyên nghiệp, ứng xử tốt. Trong phần trả lời câu hỏi chung cho top 3, cô chia sẻ về mong muốn giảm ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng vật liệu tái chế. Người đẹp Mỹ là nhà thiết kế, người mẫu và giáo viên dạy may vá. Trong phần thi áo tắm, Molly Gabriel mặc áo choàng tự làm bằng vật liệu tái chế. Xuyên suốt hành trình dự thi, cô sử dụng trang phục để truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa. Làm áo choàng bikini từ chai nhựa. Insider đưa tin tân hoa hậu hoàn vũ chia sẻ thông tin chi tiết về bộ bikini. Cô cho biết áo choàng được nhuộm và trang trí bằng chai nhựa. Tôi làm chiếc áo choàng này để cho thấy nghệ thuật có thể tạo ra từ những thứ mà chúng ta coi là rác rưởi, cô chia sẻ. Molly Gabriel dành 10 ngày trước cuộc thi để thiết kế áo choàng. Cô tự làm các bước như trang trí, nhuộm vải, cắt và may. Ngoài nhựa tái chế, Molly Gabriel sử dụng thêm dây, lưới để thiết kế thêm sinh động. Người đẹp Mỹ bày tỏ chiếc áo choàng được lấy cảm hứng từ Phoenix Rising, câu chuyện kể về người đã vượt qua nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ, thông minh và quyền lực hơn. Dùng trang phục để truyền tải thông điệp. Bên cạnh mẫu áo choàng bikini độc đáo, Molly Gabriel tự may giam siêu. Cô cho biết, thiết kế phản ánh những thăng trầm trong quá trình đăng quang Hoa hậu Mỹ. Mẫu giam siêu màu xanh đậm được lấy cảm hứng từ hình ảnh cơn bão. Cô mặc thiết kế tại vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn Vũ. Dòng bão rất tối, hỗn loạn và nó phản ánh những gì tôi trải qua với tư cách Hoa hậu Mỹ. Cô tự may bộ đồ trong 50 giờ. Thiết kế có phần ống loe, một trong những xu hướng đang được ưa chuộng. Mặt khác, chi tiết cúc ngực, chiếc eo giúp tôn giá người mặc. Khi trình diễn trang phục dân tộc, Molly Gabriel mặc bộ đồ nặng 14 kg được làm bởi nhà thiết kế Patrick Isorena. Thiết kế hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng cho phụ nữ ở mọi không gian, thúc đẩy họ ước mơ lớn, đạt được những điều ấn tượng. Người đẹp Mỹ sử dụng trang phục như công cụ giúp truyền tải thông điệp đến khán giả. Trong khi đó, mong muốn sử dụng các chất liệu tái chế để bảo vệ môi trường của cô được đánh giá cao. Molly Gabriel thành lập thương hiệu Molly Nola, chuyên kinh doanh trang phục bền vững. Tân Hoa hậu Hoàn Vũ may đồ được 13 năm. Trong công việc, cô cắt giảm ô nhiễm khi chọn vật liệu tái chế. Ngoài ra, Molly Gabriel có các lớp dạy may vá. Molly là người hướng dẫn may chính tại Macy's và Peacock's, công ty thiết kế phi lợi nhuận có trụ sở tại Houston. Tổ chức này sử dụng thời trang như một động lực để làm những điều tốt đẹp thông qua tính bền vững và tác động đến cộng đồng. Tôi dùng nghề của mình như một công cụ để làm điều tốt đẹp. Tôi dạy những phụ nữ, vốn là nạn nhân của tội phạm buôn người, cách may vá. Tôi nghĩ việc cống hiến cho cộng đồng bằng tài năng của bạn là điều quan trọng. Ai cũng có sở trường riêng và có thể dùng nó như phương tiện để giúp người khác trở nên tốt hơn, người đẹp Mỹ chia sẻ trong phần trả lời câu hỏi chung cho top 3.